Wi-Fi thôi. Ok, hello, chào các bạn, mình là Subi đây. Và đây là một video của rất nhiều bạn hóng chờ, rất nhiều bạn comment cho mình. Đó chính là tanh bo trên cổng trời đi. Thì ok, hôm nay là mình sẽ cố gắng là leo lên cổng trời được nha các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết thì cái cầu thang ở bên trong nhà là không thể leo được rồi. Và mình sẽ phải đặt keo lên trên cái mái nhà thì các bạn ơi. Trời ơi, làm sao mà đủ keo được. Kể cả là mình có mang tiếp tế đầy đủ 5 quả keo thì cũng không đủ đâu các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng như các bạn, mình sẽ thử nha. Ok, nói chung là mình sẽ tanh bo cổng trời như thế nào. Đừng quên xem video nha các bạn ơi. Và đừng quên cho mình xin một like về kênh. Và đừng quên bật chuông ký để nhận thông báo ra video nha. Và hôm nay là mình dùng ạc của người yêu mình nhá. Bởi vì ạc của mình rank cao quá ấy các bạn. Chính là ghép trận tầm này rất là khó luôn. Hiện tại là mình đang làm video vào đêm ấy các bạn ơi. Hình như là mọi người chuẩn bị đi học rồi. Chính là ít người thức đêm để chơi game ấy các bạn ơi. Còn các bạn thì sao, các bạn sắp đi học chưa? Đừng quên comment cho mình biết nha. Các bạn ơi, thì dạo đây là mình hơi bỏ bê leo rank. Bởi vì là mình phát hiện ra một con game đang hot dạo đây. Đó chính là Ninja Cat. Trong game này mình sẽ nhập vai thành một chú mèo đi hành tẩu giang hồ chiến đấu với quái vật. Lúc đầu trang bị của mình có hơi cù bắp nhưng mà cứ chăm cày là sẽ trông càng ngầu lên ngay. Và để test được nhân phẩm may mắn của mình đến đâu thì mình từng mở hòm trong game. Bởi vì mỗi game thì mình sẽ nhận 60 cái dương báu. Những cái dương này sẽ giúp mình nhận được những vật phẩm ngẫu nhiên. Để mình bốc thử xem hôm nay được đồ gì nào. Ui, mình bốc được mãnh hổ cực xịn trong game luôn này các bạn. Nhân phẩm của mình thì không có gì phải bàn cãi. Đúng. Để mình bốc thử tiếp nha. Ui, nhận được cây thông bồn cầu thì đánh đấm gì trời, cay ghê. Mà không sao, nếu đi ăn thì các yên tâm nha. Bởi vì mỗi điều này đều có thể bán để kiếm sư và được cấp level rương. Để tăng tỷ lệ mà được cấp vũ khí xịn sò để đi chiến đấu nhá. Mình có một bí kíp, đó là các bạn cần chọn một chiến thuật chính để nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Mình thì thường chọn đồ có tỷ lệ hút máu cao. Lúc vào trận cứ ra đòn nào là hút máu được từng đấy máu của đối thủ. Mình nghe nói chưa có ai đạt được tỷ lệ 99.99% hút máu. Ai đạt được chắc chắn mình phải bái thành sư phụ mất. Ok, các bạn muốn hóa thân thành ninja mèo và test nhân phẩm thì vào ngay Google Play hoặc App Store tìm kiếm với từ khóa Ninja Cat. Hoặc mình có để link dưới phần mô tả video. Tải ngay để trải nghiệm và đánh giá 5 sao nha các bạn. Ok, gặp mắt cổng trời thì các bạn ơi, thì tại là mình đang chơi muộn quá. Thế nên là quân đoàn của mình ngủ hết rồi. Thế nên là mình không có nhờ được ai giúp. Thế nên là mình đang chơi gạo nhiên. Và gạo nhiên, thế nên là các bạn này sẽ không hiểu ý mình đâu các bạn. Trời ơi, nãy giờ là mình mở mic nhưng mà không ai trả lời mình luôn thì các bạn ơi. Hình như là tắt loa hết rồi ý. Hay là chơi game đêm sợ phụ huynh ngay sao tắt loa ấy. Trời ơi, ok tắt mic đi. Trời ơi. Ok, nói chung là chơi gạo nhiên thế này thì mình sẽ không được ai giúp keo đâu. Và mình sẽ tự lực cánh sinh nha. Ok, mình sẽ cố nhá. Thì bây giờ là mình đặt keo lên đây trước rồi mình sẽ xuống dưới kia để mình sẽ đi tìm xác để nhặt keo nha các bạn ơi. Đấy rồi, đấy rồi. Ok rồi, ngon rồi các bạn ơi. Xin keo, có keo không? Ok, nói chung là được 4 quả này cũng đủ đấy. Rồi. À, này, trời ơi, ok, rồi, nói chung là leo thì cũng leo được thôi, quan trọng là phải đủ keo ấy các bạn ơi, và quan trọng là phải, ok, đấy, quan trọng nhất là không bị địch cản đấy các bạn, bởi vì là cái map này rất là nhỏ luôn, địch rất là dễ qua đây luôn thì các bạn ơi, và ok, lên tôi nào, ui, ui hết sạch máu rồi này, giờ mọi người nó ra cản mình là to luôn đấy các bạn ơi. Ok, mình bỏ khăn 4 để mình sẽ thử leo cổng trời nha các bạn, không biết là mình có leo được không đây, cố lên, ui dồi ôi. Sắp lên rồi các bạn ơi, sắp lên rồi. Một quả nữa. Ô, cái gì vậy trời, tại sao lại thắng? Gần lên được rồi mà. Ui dồi ôi, trận này gặp cùng trời sớm quá nè. Mình đang tính là giữ keo rau trước xong sang rau này vứt keo rau mua thêm keo. Và mình sẽ đi nhảy lên kia rồi quay lại đây nhặt keo ấy các bạn ơi. Nhưng mà gặp sớm này thì nên là mình không có được quả keo nào ở rau trước ấy các bạn. Bởi vì là rau trước là rau đầu mà. Trời ơi, ok mình sẽ vứt một ok á, cái nhắn của mình ơi nè, trả đây bạn ơi. Nào một quả keo không trả, đây, trời ơi một keo không trả. Ok, để một keo đó đi, rồi bây giờ là mình sẽ nhảy lên cái thùng này và mình sẽ lên dần nha. Và đặt tầm 3 quả keo rồi mình sẽ lại xuống kia nhặt quả keo kia nha các bạn ơi. Không biết là bạn kia có còn để đây không. Ui, hình như bạn kia nhặt rồi sao ý, bye bye bạn, chào mình keo đây. Cho mình xin quả keo vừa nãy đi. Ok, rồi hiểu ý rồi đấy. À, chắc bạn đã thấy mình leo thì nàng nghĩ là mình cần keo rồi đấy các bạn ơi. Nói chung là gặp đồng đội hiểu ý thì cũng tốt. Ok luôn, trời ơi. Cái thùng này bị sao vậy trời, giờ nãy giờ không leo được. Rõ ràng là vừa nãy leo được. Ok, lên tôi, không biết là 4 quả đủ không đây. Mình đã không biết nữa, chắc là đủ đấy. Ở trận trước là mình cũng gần lên rồi mà. Chẳng qua là đồng đội mình bàn thắng thôi.
Ok, lên, đừng chật chân nha. Ok, không được, ok. Má mình tính tiết quả keo nhưng mà vẫn không được, thế là phải đặt lốt quả keo này thôi. Ok, vậy là mình đã chính thức đặt chân lên nóc cổng trời thì các bạn ơi. Ui. Ok, quan trọng là bây giờ phải gặp bo may mắn nha. Mình sợ là cái bo nó xa cái nhà này các bạn ơi. Trời ơi, đặt chân lên đây rồi. Ui, cái bo xa vậy trời, hiện tại là một round đầu thôi, thế nên là mình không có màu siêu cấp với các bạn ơi. Ui, tầm này là không có đúng đội giúp nữa chứ, không có lừa chạy. Ui, có đúng hay hình màu thường này, gặp bo xa này thì cũng hơi toang đấy các bạn ơi. Và nằm đây cũng dễ bị bắn nữa chứ. Trời ơi, không biết là mình làm được không đây. Nếu không làm được thì tí nữa là mình sẽ thử thêm một round nữa nha. Mà cái gì vậy trời, bo xa vãi. Ui, không ổn rồi. Rủi ro cao lắm luôn đấy các bạn ơi. Ok, các bạn cổ vũ mình nha, mong là mình sẽ làm được. Ui kìa, nó ra kia là dễ bán mình lắm ấy các bạn. Bó sái này mà sẽ không có, cái này pha lại toang rồi các bạn ơi. Giá như gặp map này mình muộn một xíu chứ gặp sớm quá cũng không tốt. Trời ơi, cuốn hết hai bình thì cũng không xong. Tại vì là giờ cuốn hai bình cũng chả được hồi cái Orion này các bạn ơi. Orion còn không được tí EB đâu luôn thì các bạn. Ui ôi, hồi xong, cái bo rất là xa luôn ý. Ok, thì round này là mình mới gọi thêm được một người hỗ trợ mình này. Đó chính là một bạn trong quân đoàn của mình. Thì bạn đó hình như là mới ngủ dậy ấy. Thì ok, bây giờ là có người hỗ trợ rồi thì mình sẽ cố gắng là lên thật là nhanh nha. Và mong là trận này không đen đủi, không gặp cái bo nào nó xấu. Và mong là gặp cái bo nào nó kiểu độ một xíu. Và hiện tại là máu cũng ổn rồi, quan trọng là bây giờ bo độ thôi. Ok, lên thôi, ok chưa? Xuống đi. Xuống đây nè, xuống cho mình keo ở đây đi. Đúng rồi, vứt keo ra cho mình. Ok, mình xin nha. Rồi, bây thì leo thôi nào các bạn ơi. Đấy, có độ kiểu hiểu ý này thì leo sẽ rất là thuận tiện với các bạn. Thì nãy là mình lỗi trận trước rồi thì mình lại chơi trận nước với các bạn này các bạn ơi. Để làm quen các bạn này để cho dễ thực hiện cái pha này các bạn. Ok, trời ơi, lên tôi, ok, không tiếc kèo, ok rồi, lên, trời ơi, rồi thì bây giờ lại là chuyên mục đợi bo vào thôi. Và mong lần này bo sẽ đẹp một xíu, bởi vì là team mình chưa nhặt thính, thế nên là chưa có màu siêu cấp với các bạn ơi, team nó thì có rồi kìa, uầy. Và có khi là mình sẽ phải đối đầu với rất nhiều màu siêu cấp đấy các bạn. Trời ơi. Ok, mong là bo độ nha. Sau hai lần thử mà lần này không được nữa thì rất là dỗ luôn đấy các bạn. Cố lên. Ui bạn kia nó rồi kìa. Ok, để mình lo cho. Ôi, hình như là bo vẫn ở trên mái đấy các bạn. Ui, được. Bo đẹp nè. Rồi, cuối cùng là Ghana cũng đã hiểu ý mình rồi nè. Ghana cuối cùng đã thương mình rồi nè. Ok. Rồi các bạn dự đoán xem là mình có thắng không nha. Ui giời ơi. Trời ơi, với cả là mình đang sợ là nằm đây nó sẽ bắn được mình các bạn. Nó sẽ đi ra xa kia, nó sẽ bắn lên đấy. Thế nên là mình sẽ đứng sau cái cây nha, để cho nó không nhìn thấy nhá. Ok, càng quá. Nấm thì cũng may là đầy thanh rồi. Và hiện tại là chỉ thiếu đúng mắt xuống cấp thôi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, cái bo đẹp này rồi thì chẳng lẽ không thắng được không các bạn. Ok, các bạn tin tưởng mình nha, trust me. Ok luôn, tanh bo thôi nào. Mong là không ai nhìn thấy mình. Ôi, kiểu như là cái mẹ nó dốc quá ấy, sợ nó bắn vãi. Ok, tanh bo thôi, làm được không đây? Uầy, mình sẽ là người đầu tiên tanh bo trên mái nhà cùng chơi. Cố lên. Ổn không? Ôi, ui, không sao, có đi rồi. À, thắng rồi các bạn ơi. Yeah, mình đã thành công. Ui, ok, như vậy là hoàn thành thử thách và mục tiêu rồi nha các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký để nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì từ làm một pha thật là đẹp mắt cho các bạn xem đã rồi kết thúc video nha. À đây. Ui, này, tuổi gì luôn. Sonya của mình không dễ dàng để bạn xử lý như thế đâu. Ok, này, trời ơi, đẹp mắt chưa. Ok, còn bây giờ thì bye bye.